Chào quý vị các bạn. Đây, hôm nay mình dẫn các bạn đến thăm một vườn quất trên Vò Thống. Và giờ này cũng đã để quả rồi các bạn ơi. Để có lớp quả này thì người trồng quất trên chùm vò chậu này cũng tiến hành ép nước cho 5 đến 10 ngày, sau đó sẽ chăm bón trở lại thì nó sẽ ra lớp hoa này. Đây các bạn thấy trên thông nó đã có quả con rồi đây các bạn. Đây là các cái thống nhỏ. Và các bạn thấy các cái túi bóng này là cũng che chắn gốc để một là khống chế về nước. Thứ hai là khi có tưới bằng vòi hoa sen đấy thì nó đỡ trôi các cái lớp ở quanh gốc, lớp đất ở quanh gốc của cái quất này. Hoặc là vào mùa hè miền Bắc thì có những cái trận mưa rào, mưa to thì nó cũng đỡ xói mòn gốc trên cái chậu này. Đây mình thấy gốc nào cũng có. Và để bắt quả ở trên zoom chậu vò này thì ngoài khống chế nước ra thì cách chăm bón rất là quan trọng. Bởi cây quất đưa lên các cái chùm này, các chậu này thì đa phần là những cây còn non, tức là non ngày non tháng đấy, thì quả rất dễ bị rụng. Chính vậy mà ép cho càng ra nhiều hoa, đậu càng nhiều trái càng tốt. Nhưng cũng có điều may mắn là cây để trên chùm vỏ chậu này thì nó ra một vài lớp hoa liền, bắt từ tháng cuối tháng 4 đến tận tháng 7 vẫn để quả được, và đến Tết thì nó vẫn chín các bạn ạ. Đây, với những cái vỏ rất là nhỏ như là vỏ chậu cần thì các bạn ạ. Ở dưới là sẽ có lỗ để thoát nước đấy các bạn ạ. Nhìn này. Với một cây nhỏ xinh xinh này thì ai cũng muốn sở hữu các bạn ạ. Với cây này thì chúng ta để trên bàn chảo nước, một tay xách rất là nhẹ. Cây có vài cây này để trong nhà thì rất là tuyệt vời. Tầm mùa tháng 11 giờ đi thì nhìn quả vàng rực lên, thì nhìn rất là đẹp, rất là nổi. Do thị trường cần rất nhiều với hình thức mẫu mã mới và thị hiếu luôn có sự thay đổi. Chính vậy người trồng quất của mình cũng tìm hiểu và thích ứng được. Để tìm ra các loại phương pháp làm cây quất đáp ứng được tất cả nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Chính vậy mà trước đây thì không làm những cái loại chùm vò chậu này. Chỉ có là chậu vuông hoặc là chậu tròn thôi. Nhưng giờ này thì rất nhiều, rất đa dạng các loại chậu khác nhau. Thì các bạn thấy rất nhiều chủng loại chậu khác nhau, đáp ứng được tất cả nhu cầu thị hiếu trên thị trường. Nhà quê các bạn mà có hình thức nào làm cây quất cảnh này có chi phí thấp, đầu ra dễ thì các bạn nhớ chia sẻ và bình luận phía dưới video clip các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở các video clip tiếp theo. Xin chào.